Khánh Chi bật khóc, tiết lộ đi vay tiền nóng, sau 4 năm trả lãi và nhận cái kết không ngờ. Nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi vừa có cuộc trò chuyện cởi mở với báo chí, xoay quanh chuyện mượn nợ để đầu tư cho bản thân. Lâm Khánh Chi kể rằng, trước khi kết hôn với chồng trẻ Phi Hùng, công việc của cô không gặp thuận lợi. Vừa vung tiền ra nước ngoài phẫu thuật chuyển giới, lại đầu tư vốn làm live show, Lâm Khánh Chi đã tốn mất 8 tỷ. Nhưng chẳng may live show thua lỗ nặng, tiền tích góp của Lâm Khánh Chi tiêu tan hết, đến mức cô phải nhờ người thân đi vay nóng 300 triệu đồng để trả nợ. Lâm Khánh Chi nói, lúc trước đi hát được bao nhiêu tiền, tôi đầu tư hết cho sản phẩm và những gì mình muốn làm. Kể cả chi phí chuyển giới là gần 8 tỷ, tôi trắng tay và nợ nần. Làm live show lỗ, tôi phải vay nóng 300 triệu để trả tiền cho người ta. Lãi mẹ để lãi con, nợ tôi chồng từ 300 triệu lên 4 tỷ trong vòng 4 năm. Lúc gặp ông xã, tôi vẫn còn nợ 1,3 tỷ, nhưng may mắn trời thương làm ăn được nên bây giờ khá giả hơn. Lâm Khánh Chi lần đầu tiết lộ hành trình biến ước mơ làm mẹ thành hiện thực. Lâm Khánh Chi là một trong số những người chuyển giới nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Bỏ qua nhiều dị nghị, gạt đi những mối tình không trọn vẹn. Vào cuối năm 2017, cô kết hôn cùng một doanh nhân kém cô 8 tuổi tên Phi Hùng. Được làm con gái, được kết hôn với người mình yêu thương tưởng như đã là hạnh phúc với Khánh Chi. Thế nhưng nữ ca sĩ lại khao khát điều tưởng như không thể thực hiện được, đó chính là được làm mẹ. Khánh Chi tâm sự, tất cả mọi người phụ nữ trên thế gian này đều ao ước có được thiên chức làm mẹ, và tôi cũng không ngoại lệ. Đối với Khánh Chi, có con không chỉ đơn thuần là việc hạnh phúc được đơm hoa kết trái, mà còn là cách để cô thực sự là một người phụ nữ. Chính vì khao khát đó, ngay sau khi kết hôn, nữ ca sĩ chuyển giới đã ấp ủ dự định sinh đứa con của chính mình. Thật may mắn là trước khi chuyển giới, cô đã lưu trữ tinh trùng tại một bệnh viện ở Thái Lan. Với mong muốn đứa con sinh ra sẽ hoàn toàn thuộc huyết thống của mình, Khánh Chi quyết định xin trứng của chị dâu và nhờ người mang thai hộ. Để thực hiện được điều này, nữ ca sĩ đã mất không ít thời gian và tiền bạc để đi qua đi lại giữa Việt Nam và Thái Lan. Khánh Chi tâm sự, cô không nghĩ mong muốn táo bạo của mình sẽ thành sự thật, mà bởi để làm được điều đó, cô mong muốn phải tốn một khoản tiền không hề nhỏ. Nữ ca sĩ tiết lộ số tiền hoàn tất cho bác sĩ, thuê người Thái Lan mang bầu khoảng 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, chi phí đi lại cũng như chuyện ăn ở của hai vợ chồng cho đến khi đứa bé ra đời rơi vào khoảng 300 đến 400 triệu đồng. Như vậy, từ khi tiến hành thực hiện cho đến lúc đón con về nước, Lâm Khánh Chi sẽ phải bỏ ra số tiền trên dưới 1 tỷ đồng. Khó khăn và tốn kém là thật, nhưng để đáp ứng mong mỏi của hai bên gia đình, để hoàn thiện giấc mơ làm đàn bà, nữ ca sĩ chấp nhận đánh đổi. Và cô đã được đền đáp xứng đáng. Vào tháng 8 năm 2018, Lâm Khánh Chi chia sẻ cùng chồng và gia đình sang Thái để thụ tinh trong ống nghiệm. Song thực tế là lúc này em bé đã sắp chào đời. Nữ ca sĩ giấu tất cả mọi người quá trình thụ tinh và chuyển phôi, vì tôi là người thích làm mọi thứ xong xuôi, chắc chắn rồi mới chia sẻ. Vào cuối năm 2018, con trai của Lâm Khánh Chi chào đời. Sự xuất hiện của em bé khiến Khánh Chi như vỡ òa. Em bé làm trọn vẹn giấc mơ đàn bà của tôi, tô màu hồng cho cuộc sống của gia đình. Nhắc đến sự ra đời của con, Lâm Khánh Chi dùng từ phép màu. Với cô, việc chứng kiến con trai chào đời chính là giây phút thiêng liêng nhất. Khoảnh khắc nhìn con chào đời, tôi hạnh phúc và cảm động đến thắt tim. Chứng kiến tất cả hy vọng, chờ đợi, khắc khoải của mình trở thành sự thật. Mọi cảm xúc như vỡ òa và nước mắt tôi cứ thế tuôn trào. Đó là giây phút hạnh phúc thiêng liêng nhất trong cuộc đời tôi. Bỏ qua tất cả những lời đàm tiếu về xuất thân của con, về cách thức con chào đời, Khánh Chi cho hay, điều quan trọng nhất đó là em bé là con cô và em bé thật sự nhận được tình yêu thương. Nếu 10 năm trước thì sự ra đời của con tôi thật đặc biệt, nhưng hiện tại tính đến thời điểm cháu trưởng thành, Khánh Chi nghĩ đó sẽ trở nên bình thường trong cuộc sống. Khoa học phát triển tiên tiến giúp con người được sống hạnh phúc hơn, quan trọng là cách mình sử dụng nó như thế nào. Hơn nữa dẫu sao thì bé cũng là máu mủ của Khánh Chi mà. Khánh Chi yêu thương cháu bằng tất cả trái tim của người mẹ. Khánh Chi nghĩ cái gì từ trái tim nó sẽ chạm đến trái tim. Chúng tôi sẽ nuôi dạy cháu trở thành một người đàn ông trưởng thành, một người sống có nhân cách và văn minh, bao dung, độ lượng. Tôi tin rằng chồng tôi, anh Ken sẽ là tấm gương rõ nhất để cháu noi theo. Lâm Khánh Chi có con trai đầu lòng, mẹ chồng phản ứng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Vào cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi đã tổ chức hôn lễ sau một thời gian hẹn hò. Khi ấy, cặp đôi đã làm người khác choáng ngợp vì độ chịu chi cho ngày trọng đại này. Sau một năm kết hôn, cô và ông xã luôn làm người khác phải ghen tị vì độ hạnh phúc của mình.
Mới đây nhất, cặp đôi còn tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày cưới cực kỳ hành tráng tại chính khách sạn mà trước đó họ thực hiện ngày trọng đại nhất cuộc đời. Không chỉ chuyện kết hôn, cuộc sống gia đình mà ngay cả vấn đề sinh con cũng khiến nhiều khán giả quan tâm trong thời gian qua. Theo đó, có thời gian nữ ca sĩ và ông xã đã tạm gác công việc sang một bên và lên đường sang Thái Lan để thực hiện thêm một ước mơ nữa, gia nhập thêm thành viên mới. Với sức khỏe và số tuổi ở hiện tại, Lâm Khánh Chi không thể sử dụng phương pháp ghép buồng trứng và mang thai. Chính lẽ đó, cô và ông xã đã quyết định chọn việc nhờ người mang thai hộ, cấy trên tinh trùng có sẵn mà cô đã dự trữ trước khi chuyển giới. Những ngày gần đây, cô đã chính thức khoe cậu quý tử đầu lòng. Dù tất cả mọi thứ đều được Lâm Khánh Chi chia sẻ thoải mái với truyền thông, riêng con trai thì cô quyết định giấu cận cảnh gương mặt của bé để thiên thần của mình có thể sống bình yên như bao đứa trẻ khác. Ngay lúc này, mọi người đều rất quan tâm đến phản ứng của mẹ chồng cô sẽ như thế nào khi biết tin vui từ vợ chồng con trai. Cô liền tâm sự, cô cũng nghĩ Khánh Chi là phụ nữ nên nhạy cảm và dễ xúc động. Đến giờ, tôi vẫn thường dạy con trai phải bảo bọc và bù đắp cho vợ, vì vợ đã trải qua nhiều đau đớn, thiệt thòi trong cuộc sống. Tôi hay nói, con làm sai với mẹ thì mẹ tha thứ, nhưng sai với vợ và bố mẹ vợ thì mẹ không bỏ qua đâu. May mắn là Phi Hùng rất thương vợ. Lúc Khánh Chi quyết định có con, có hai phương án lựa chọn là ghép buồng trứng và nhờ người mang thai hộ. Phi Hùng bảo ghép buồng trứng nguy hiểm cho vợ, lại giảm tuổi thọ. Con tôi thà chọn vợ chứ không chọn con. Tôi nghĩ xã hội bây giờ thoáng rồi, thụ tinh ống nghiệm cũng được. Đồng thời, mẹ chồng cũng không quên kể đến việc mình lo lắng cho sức khỏe của con dâu khi thấy Lâm Khánh Chi làm việc quá nhiều. Cô bộc bạch, Khánh Chi cái gì cũng được, chỉ có điều tham công tiếc việc quá nên hay ăn uống thất thường. Mỗi lần tôi gọi video, tôi thấy nửa đêm con mới cầm tô cơm, vừa ăn vừa làm việc. Tôi nhắc nhiều lần, nhưng con cứ cười rồi lại thôi. Bây giờ có con trai rồi, Khánh Chi sẽ càng vất vả hơn, ngủ ít hơn. Sức khỏe con dâu thực ra không tốt lắm nên tôi rất lo lắng. Tôi chỉ mong con khỏe mạnh, sống lâu với chồng và bố mẹ. Đến hiện tại, Lâm Khánh Chi chắc chắn là một hình mẫu của rất nhiều người trong cộng đồng LGBT. Bởi lẽ cô được sống là chính mình, có chồng yêu thương, được làm mẹ và cũng được gia đình chồng thấu hiểu hết lòng. Lâm Khánh Chi bật khóc khi nghe nữ hoàng Lô Tô kể chuyện hoại tử phần ngực vì điều này. Tập 10 của chương trình Come Out bước ra ánh sáng có sự tham gia của nữ hoàng Lô Tô Nini An, cặp đôi Minh Tuân, Lâm Khánh Chi tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong vai trò MC. Bước vào cuộc trò chuyện, khi được MC Minh Tuân đề nghị kể lại khoảng thời gian gặp biến chứng sau khi bị silicone làm hoại tử phần ngực, nữ hoàng Lô Tô Nini An xúc động. Cách đây khoảng 13 năm, em tiêm silicone. Hồi đó mình cứ có bao nhiêu tiền thì bơm chút đỉnh, bơm chỗ này chỗ kia, bơm từ từ, vun đắp lên. Ngày xưa mình cũng biết bơm chích sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà mình muốn sống thật với chính mình. Cũng chính vì muốn sống thật với bản thân, Nini An bất chấp nguy hiểm, dù sức khỏe ngày càng yếu đi, nhưng cô vẫn thực hiện. Người đẹp chuyển giới này còn cho biết thêm, trong gần 3 năm trở lại đây, những biến chứng bắt đầu xuất hiện. Nini An nhận thấy rằng những biến chứng đã rất nguy hiểm nhưng cô không muốn bỏ đi. Rồi cũng chính nỗi sợ chết, sợ không làm nghề được và đặc biệt là sợ đứa con nuôi của mình không ai lo. Nini An quyết định dũng cảm chấp nhận chịu đau đớn để đến bệnh viện để cắt bỏ phần ngực bị hoại tử của mình. Sau hai lần phẫu thuật để lấy silicone ra khỏi người, biến chứng để lại cho người đẹp chuyển giới đó chính là sự suy giảm trí nhớ. Đồng cảm với những điều mà Nini An đã trải qua từ khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi nhiều lần xúc động rớt nước mắt và cảm thấy thương cho những phần đời của người phẫu thuật chuyển giới. Cũng chính trong cuộc trò chuyện, Nini An chia sẻ cơ duyên đến với nghề hát Lô Tô Hội Chợ, nơi vừa cho cô sống thật với cá tính của mình, vừa là nơi chịu chứa chấp những phần đời kém may mắn thuộc giới tính thứ ba. Trong khi công việc của bản thân còn khó khăn, thêm phần mẹ đang bệnh nặng, thế nhưng bất ngờ thay, nữ hoàng Lô Tô quyết định nhận nuôi một bé từ chính bệnh viện mà mẹ mình đang nằm viện. Nini An vừa sung sướng vừa xúc động kể lại giây phút gặp gỡ định mệnh giữa cô và người con gái bé bỏng của mình. Khi hai mẹ con thấy nhau thì bé nó cười lên. Các em nói trong bụng là, con là con của mẹ. Nini An cho biết thêm, sau khi nhận nuôi đứa trẻ đó, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì 6 ngày sau, người mẹ kính yêu của cô qua đời. Mẹ là người thương cô và hiểu giới tính của cô nhất. Chưa bao giờ mẹ ép buộc cô về giới tính. Vì vậy, sự ra đi đột ngột của bà đã khiến Nini An một khoảng thời gian đau buồn. Bỏ qua câu chuyện đau buồn, Nini An tiếp tục chia sẻ cơ duyên sau lần gặp mặt và yêu nhau sau 2-3 ngày của mình và ông xã.
Thấy được tình yêu quá đẹp và bền chặt của vợ chồng Ninian sau 12 năm gắn bó, MC Lâm Khánh Chi khẳng định rằng đừng ai nói rằng người chuyển giới không có tình yêu thực sự, đó là một điều sai lệch hoàn toàn. Ninian cũng chia sẻ rất ấm lòng với câu nói của chồng mình: mấy người cứ yên tâm lo đi trị bệnh, để tôi làm tôi nuôi. Đó như một động lực lớn tiếp thêm sức mạnh cho cô trong cuộc sống hiện tại. Kết thúc cuộc trò chuyện, Lâm Khánh Chi và MC Minh Tuân gửi lời chúc đến Ninian được nhiều sức khỏe, sống hạnh phúc bên chồng và con gái của mình. Nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cũng gửi đến Ninian phần quà ý nghĩa để giúp cô nàng trang trải chi phí nuôi dạy con cái bằng sự đồng cảm từ những người thuộc cộng đồng LGBT.